nhớ lắm em ơi, đau khổ vô cùng. Nhưng ước gì giờ đi thời gian có thể quay trở lại để hai đứa mình lại được bên nhau. Anh thương em lắm Nhung ơi, từ khi thương em lắm em ơi, từ khi em ra đi tới giờ. Và thương em mà không biết phải làm sao. Anh thương em lắm Nhung ơi, từ khi cuộc điện thoại mình nói bên. Đó là khoảng thời gian em hai đứa lần cuối cùng. Em ơi lần cuối cùng mình nói chuyện trên đường. Lần cuối cùng mình được nói với nhau. Anh còn nghe từng hơi thở khó khăn bây giờ, còn nghe thấy mà lòng anh sao nhói đau. Nhung em ơi, bao nhiêu chuyện hai đứa chúng mình nói bên nhau cơ mà ngày hôm nay chia lìa rồi. Chia lìa rồi còn đâu. Anh ngậm ngùi thương em quá em ơi, ngày hôm nay đâu còn. Ngày hôm nay hình bóng của một người, hình bóng của một người mà anh từng yêu thương. Nhung ra đi em ơi, yeah.
nhận lấy những lời chứng giám cho mọi người.